Hello guys, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cách chơi nam nhân nam bằng phương pháp dao method. Thì để chơi dao năm thì nó sẽ cũng tương tự với cái dao 4x4 mà thôi. Nó cũng làm cái hai tâm trước, xong rồi làm cái cross, xong rồi mình sẽ làm bốn cái tâm còn lại. Thì nếu bạn nào đã từng chơi dâu 4x4 rồi thì chắc các bạn sẽ mường tượng và hiểu được một phần nào, đúng không? Nhưng mà một số bạn chắc là cũng chưa biết về cái dâu này, thì mình sẽ chỉ cụ thể luôn cho các bạn về cái phương pháp này. Ok, thì chúng ta cùng đi vào bài học nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ theo cái thường lệ thì mình thường ấy làm cái mặt trắng và mặt vàng trước, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào làm nè. Ở đây chúng ta thấy cụm 5 nhân 5, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái tâm vàng trước hoặc là cái tâm trắng trước đều được. Thì ở đây mình thấy tâm trắng nó có một nấc thôi. Thường thường thì đây chúng ta nên bắt đầu từ cái tâm vàng trước, bởi vì tâm vàng nó được ghép sẵn một cái be như thế này rồi nè, nó thì chúng ta ghép nó dễ hơn. Ví dụ chúng ta thấy ở đây có hai be, hai cặp này, có một cặp này đó, chúng ta đưa lên đó, được nè. Ở đây chúng ta thấy một viên và chúng ta sẽ thấy bên này có một viên, chúng ta sẽ ghép nó vô và chúng ta đưa nó lên. Rồi chúng ta sẽ làm thêm block 3x1 ngay đây nữa. Chúng ta thấy đây có một viên, đây một viên và bên này một viên. Rồi chúng ta đưa nó lên. Ok, chúng ta được một mặt màu vàng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm mặt trắng. Thì mình thấy ở đây có một cặp, một cặp ở đây lẻ ra cái mình đưa lên trên này cho nó ra một cặp luôn. Thì trong lúc đưa xuống á, mình thấy cái viên này nó lẻ loi nè, mình đưa cái viên này xuống luôn để ở trên này nó trống để mình đưa mấy cái viên này lên, đưa lên này đó, đưa cặp này lên luôn nè. Rồi chúng ta thấy đây có một viên nè, đây một viên nè, rồi cái viên còn lại đây, rồi được cặp 3x1. Lúc này thì chúng ta không đưa lên thế này mà chúng ta sẽ đưa nghịch hướng nha. Đây thì cái này mấy bạn biết giải 5x5 rồi, mấy cái này khỏi nói hơn, mấy mình chỉ làm sơ qua thôi, bởi video này hầu như bạn nào cũng sẽ biết giải với 5x5 mà cái này sẽ là video hướng dẫn nó nâng cao hơn một xíu thôi. Rồi sau khi chúng ta giải xong hai cái tâm trắng và vàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ghép các cái cross, cái mấy cái cạnh cross như này. Chúng ta sẽ làm ba cái cross. Thì ở đây chúng ta thấy có một viên màu trắng xanh biển này, hay một cặp mà ngay đây luôn mình thấy luôn, cho nên mình sẽ như thế này, mình đưa cái này xuống này, xong rồi U2 để mình đưa nó ngược, nó thuận chiều lại, mình đưa lên vô ngay đây, chúng ta để thế này, đưa xuống lại được một cặp, chúng ta để ngay đây đó. Sau khi để ngay đây rồi á, chúng ta tiếp tục, chúng ta thấy ở đây có màu trắng đỏ, trắng đỏ thì ở đây một viên nữa, đây một viên nữa, rồi chúng ta sẽ ghép cái viên này vô hộp nè, rồi viên trắng đỏ này nữa đó, thêm được một cặp nữa. Thì nãy giờ bởi vì mấy cái tâm này nó chưa xong cho nên mình được quyền quay tự do, thì mình ghép được nó rồi, đưa vô vị trí nè, xanh biển nè, tới đỏ nè, rồi tiếp mình sẽ làm lên một cặp xanh lá, đi xanh lá mình đưa vô đây nữa là đủ. Ở đây có trắng xanh lá nè, đây. Thì khi các bạn thấy như vậy thì thường thì các bạn sẽ quay một vòng để đưa nó xuống, để đưa cái này nó ngược về phía bên này, đã đưa xuống nó đúng chỗ này, nó lại có cái cạnh rồi, cho nên mình quay đi cái mặt khác, mình không được để chỗ này, chứ mình quay là nó đi cái này mất, mình quay qua này cái chỗ này nó chấm rồi, đúng không? Rồi chúng ta mới quay được. Rồi chúng ta đưa
nó vô, tình cờ đủ luôn. Ok, mình sẽ đưa nó vô đây. Đó, rồi xanh lá, đỏ, xanh biển, đủ. À, tiếp theo mình bắt đầu sẽ dạy 4 cái tâm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm từng block 3x1 một. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy nó có sẵn một cái block 3x1 rồi nè, là nó có màu xanh biển ở đây. Chúng ta đẩy nó qua luôn. Đẩy nó qua, giấu nó qua như ở đây là nó nằm dưới đây rồi. Tiếp theo chúng ta làm tiếp một cái block bên này màu đỏ. Thì ở đây chúng ta thấy một viên màu đỏ ở đây, một viên màu đỏ ở đây. Nhưng mà chúng ta lại thấy ở đây có sẵn một cặp block này rồi, nó sẽ nhanh hơn. Cho nên mình sẽ để cái viên này ở đây. Sau đó chúng ta đẩy nguyên cái này lên là có hai cặp này đây, đúng không? Chúng ta đưa qua, chúng ta trả cái viên này lại. Đó là chúng ta sẽ được cái cặp này. Đó, đỏ này, xanh biển luôn nè. Đưa xuống luôn. Rồi tiếp tục chúng ta làm thêm một cái xanh lá nữa thôi là đủ. Ở đây chúng ta thấy một cặp xanh lá này luôn rồi, chúng ta đưa lên luôn. Và ok, là đủ được xanh một phần. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái block chính giữa này. Block chính giữa này chúng ta đưa cái xanh biển lên này, nó lại được hai cái rồi đúng không? Chúng ta sẽ tìm tiếp một viên xanh biển, nó nằm ở mặt nào đó. Nhưng nó nằm ở đây, ví dụ nó nằm ở đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đưa cái block này này, nó đưa nó để nó nằm chính giữa thế này, để chúng ta đẩy cái chính giữa này lên. Bởi vì nếu các bạn mà để cái nằm bên này, đẩy chính giữa này lên á, cái viên này nó vẫn còn nằm ở đây, và khi chúng ta chạy nó qua bên này á, nó sẽ bị mất. Cho nên mình sẽ để nó ra chính giữa, sau đó chúng ta đẩy nó lên. Rồi cái viên này á, chúng ta sẽ để nó qua một bên thế này, rồi đưa nó xuống lại. Rồi việc đơn giản là đẩy nó qua, đưa lên và đưa ra thành một cặp và đẩy xuống. Ok, sau khi được cái xanh biển đó rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến màu đỏ. Thì chúng ta thấy có sẵn một viên ngay đây luôn rồi, chúng ta chỉ việc giấu nó xuống, đưa nó qua, trả xuống, làm được ngay cái tầm đỏ. Chúng ta đưa xuống tiếp và chúng ta làm thêm cái tầm xanh lá nữa, có sẵn luôn, xuống luôn. Đó, rất là nhanh. Rồi cuối cùng chúng ta làm một cái block màu xanh biển, một cái block ở hàng bên này nữa thôi là nó sẽ xong. Đây, ở đây có một xanh biển này, xanh biển này, đưa vô, ghép vô này. Ở ngay đây á, mình thấy nó có cái viên chỗ này nó không thuận lợi, mình đưa nó qua đây trước. Rồi nó nằm đây đúng không, bắt đầu mình giấu nó đi, đưa vô, rồi thành block. Đẩy, rồi tiếp cái này màu cam. Nếu như các bạn muốn các bạn làm nhanh cho nó xong màu cam cũng được, nhưng mà thôi mình làm theo đúng trình tự. Ở đây màu đỏ đúng không, các bạn đưa cái màu đỏ này nó nằm ngay đây, bởi vì khi cái này nó đưa lên á, nó sẽ cái viên mà thiếu trống nó nằm ngay đây, đưa lên thì nó sẽ nằm thế này, cho nên mình đưa viên đỏ nó nằm đây, đưa lên, đưa xuống lại, nó ra được block, đưa lên. Tiếp theo tương tự, đưa lên này, ngay đây nó không đẹp, trả xuống lại, đưa lên, đó xong, trả xuống lại tiếp, đưa lên, rồi ghép ra block rồi đó. Rồi vậy là xong, chúng ta xong được 4 cái tâm còn lại. Bây giờ mình sẽ ghép nốt cái cờ rốt còn lại luôn, cái màu trắng cam. Chúng ta sẽ đây. Tiếp theo sẽ làm nó nằm ngay đây luôn, rồi ghép nó vô đây, ghép nó vô đây, rồi nó được rồi đúng không? Chúng ta sẽ đưa nó xuống, đưa qua một bên, sau đó chúng ta trả nó về đúng lại cái xanh biển này, đưa lên, anh nằm trên này luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng chạy thăm liên hoàn. Chúng ta thấy ở đây có một cặp đúng sẵn nè, chàng xanh lá này, chúng ta đưa nó lên trên, đưa lên trên tầng u. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy ở đây có một cặp xanh biển vàng rồi, chúng ta sẽ tìm một viên xanh biển vàng nó nằm bên này,
nó nằm ở này thì chúng ta đưa nó lên. Chúng ta sẽ set up nó cho nó thuận vị trí. Đây. Sau đó chúng ta đưa nó vô. Và chúng ta đưa nó lên trên. Rồi. Trong lúc chạy tâm liên hoàn thì mấy cái này nó bị lệch, các bạn không sao cả, các bạn có thể quay thoải mái tùy ý, muốn quay thế nào cũng được, miễn sao các bạn đừng có quay như thế này rồi các bạn quay tiếp là được, hiểu không? Là các bạn muốn quay thế nào cũng được, các bạn có thể trả lên trên này, đưa các viên lên, nhưng mà phải đưa lên là phải có đưa xuống để mấy cái này nó không bị xoay đi hướng khác. Khi các bạn xoay như thế này nè, các bạn phá đẩy thế này là các bạn vô tình nó phá đi rồi, nó không được. Các bạn xoay thế nào cũng được, miễn giữ đúng cái hướng của nó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ giải tiếp một cặp nữa. Đây mình thấy có sẵn một cặp cam xanh biển luôn, nó nằm ngay đây, mình sẽ đưa nó xuống luôn, mình giải luôn cho nó nhanh đó, đưa vô luôn này. Rồi đưa cặp này lên. Rồi chúng ta giả thêm một cặp nữa là được. Ví dụ ở đây có đỏ này, vàng đỏ này, vàng đỏ ở đây, đưa vô. Rồi được cặp luôn, các bạn đưa nó lên. Rồi sau khi xong bước này các bạn trả này về đúng vị trí của nó. Rồi tới đây là xong rồi nè, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4. Trên này có 1, 2, 3, 4. Và mình giải được xong hết cả mấy cái tâm luôn. Mình chỉ còn 4 cái bè còn lại nữa thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái dấu, phương pháp dấu cạnh. Đầu tiên chúng ta lấy một cái cặp mà nó chưa hoàn thành bất kỳ. Ví dụ như ở đây mình muốn ghép cái cặp này, hai viên xanh lá cam này với viên xanh lá cam ở đây, thì mình thấy ở đây có hai cái cặp này mình không đụng tới, đúng không? Thì mình sẽ lấy, ví dụ mình lấy cặp này nè, mình đưa nó lên trên này và mình trả nó xuống dưới bằng một cặp đã xong rồi. Ví dụ cặp này mình đưa xuống dưới đây đó. Rồi bắt đầu mình sẽ ghép, mình ghép cái viên này vô, ghép vô nè. Sau khi các bạn ghép xong rồi, đúng không, các bạn sẽ thay thế cái cặp này vào cái cặp mà nó bị hư lúc nãy chúng ta đưa lên, thay thế vào và chúng ta trả xuống lại, chúng ta trả này lại thì chúng ta thấy cái cặp mà chúng ta nãy chúng ta đưa xuống dưới này nó vẫn nguyên vẹn, nó không bị hư gì hết, nhưng mà chúng ta vừa được thêm một cặp nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta thấy ở đây có con viên này, đúng không? Ở đây chúng ta phải đưa cái viên này, nó phải nằm ngược lại trên này, cho nên chúng ta sẽ làm lại, đưa nó lên trên này, sau đó đưa nó xuống lại sao cho nó nằm, miễn xoay nó vô được đúng đó. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ lấy một cái cặp bị hỏng, là cặp này, là cặp cuối cùng rồi, bởi vì cặp này nó đúng rồi, chúng ta lấy cặp này chúng ta thay thế lên một cặp bất kỳ đó. Rồi chúng ta bắt đầu ghép vô và chúng ta sẽ đưa cái cặp này thay vô đây và trả lại đó. Và vô tình chúng ta ghép được luôn cái cặp này, vô tình. Vậy là chúng ta chỉ còn giải lại parity này nữa thôi là chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà mình muốn ví dụ cho các bạn, cho nên mình sẽ làm lại thêm một cái nữa cho các bạn xem. Ok. Ví dụ như thế này đi. Rồi ok, cho là hai. Đây là hai cặp cuối cùng mà chúng ta chưa giải xong đi. À cái cặp này nữa. Cặp này là mình mới phá ra. Cho là ba cặp để mình giải tiếp nha. Ngay đây.
Rồi bây giờ mình cho hai cặp này là hai cặp cuối cùng mà mình chưa giải xong nha. Đây cái hai cái cặp này nè sẽ là hai cặp cuối cùng mình chưa giải xong. Ví dụ mình thấy ở đây nè, lúc nãy mình làm nó bị phá mất cái cross ngay đây rồi, để mình trả lại. Rồi mình trả lại cái cross rồi. Đây hai cái cặp này là hai cặp mình chưa giải xong. Ví dụ ở đây có màu viên là màu vàng cam ngay đây đúng không? Mình thấy một viên màu cam vàng nó nằm ngay đây. Chúng ta phải đưa làm sao viên này nó nằm ngay đây nè. Chúng ta sẽ đưa nó lên và đưa nó xuống lại. Rồi, giờ nó nằm ngay đây. Nó nằm sao cho hai cái viên này nó cùng màu và nó phải nằm xéo nhau thế này. Bắt đầu chúng ta sử dụng cái công thức. Chúng ta sẽ DD này. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu flip ngược cái cặp lại. Chúng ta sẽ R phẩy, F phẩy, R, F, R, U phẩy, R phẩy, trả D phẩy lại. Chúng ta sẽ ghép được cặp đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghép nốt cái cặp này. Chúng ta thấy ở đây có một cam rồi, nó đúng, nó nằm ở vị trí này là đúng rồi. Chúng ta chuyển cái này lại làm sao cho một cam này nó nằm ở đây, nó ngược lại. Đây, nó nằm thế này mới đúng. Hai viên một cam này và viên một cam này, nó nằm như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục làm công thức giống vậy. RD nè, R phải F, R F phẩy, R U phẩy, R phẩy, D D phẩy. Là chúng ta sẽ được xong cái cặp này. Và thông thường cái cặp còn lại nó sẽ đúng hoặc là nó sẽ bị gặp parity. Cái này là parity. Chúng ta sử dụng công thức giải parity trên 4455 chúng ta giải thôi. Đó. Rồi chúng ta chạy này lại. Rồi, thì là xong. Cái gì còn lại cuối cùng mà mình phải làm đó là mình giải như 3x3. Cực kỳ đơn giản. Nhìn trên camera nó khó chịu quá. Mình mù camera mất rồi. Ok. Đó là cái mình giới thiệu sơ qua về cái dâu method 5x5. Thì cái này mình khuyên bạn, các bạn nên học trước về cái dâu method của 4x4 và các bạn phải biết chơi bên 5x5. Rồi các bạn hãy chuyển qua học cái dâu này và luyện, bắt đầu luyện tập. Bởi vì nếu như các bạn chưa rành mà các bạn chuyển qua học thử cái này thì các bạn sẽ không cải thiện được bao nhiêu thời gian đâu, nó sẽ làm các bạn rối hơn. Cho nên các bạn nên thuần thục cái nào thì thuần thục trước, sau đó hẳn chuyển đổi ha. Rồi cảm ơn các bạn.